Hôm nay mình mua cá ba đu về nuôi nhưng lại được tặng thêm kha kha. Định mua có 3 con mà thành 6 con luôn. Nhưng mà mấy con này không được ổn cho lắm, cũng tội nghiệp lắm á. Có mấy con nó bị không có con mắt, nên là ông chủ tiệm không cho mình luôn. Đầu tiên là con này nè, đen thui thù lùi. Thấy vậy thôi chứ nó là Uganda gì đó, còn nhỏ nên là chưa có màu. Nửa lớn là nó lên màu đẹp liền à. Nhưng mà đáng tiếc là nó có một con mắt thôi. Với con này là ganh chu, có một cái màu kha khá là đẹp ha, đốm đốm đỉnh cho bộ, mà cũng có một con mắt luôn. Con cuối cùng này thì còn đáng thương hơn nữa nè, không có con mắt nào hết trơn á. Mình hỏi ông chủ tiệm thì ổng nói không thấy đường chứ cho ăn là nó lên ăn à, nên là mình mới lấy á. Chứ lấy mà nuôi không được thì lấy làm gì, đúng không? Mình sẽ gán nuôi làm sao cho tốt nhất có thể. Mọi người nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi tình hình của mấy bé này nha.